Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức thời sự. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Không phải ngẫu nhiên mà chiếc trực thăng xuất hiện trên bệnh viện 108. Không ai tin rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chết. Mặc dù trong thế giới cộng sản, sức khỏe và sự an toàn của lãnh tụ được xem như là bí mật quốc gia, và ông Trọng cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Có thể nhìn qua một nước cộng sản khác có chung ý thức hệ, đó là Triều Tiên. Hoặc cũng có thể nhìn lại lịch sử của ông Nguyễn Phú Trọng về tình hình sức khỏe của ông ta. Đó là qua cơn bạo bệnh ở Kiên Giang. Chúng ta thấy được dưới sự chỉ đạo của ông Võ Văn Thường thì mọi thông tin đều được bịt miệng trước sự bạo bệnh của ông Nguyễn Phú Trọng tại sự việc diễn ra vào tháng 4 năm 2019 khi ông ta đột quỵ tại Kiên Giang. Bàn một chút về thông tin đang được gây xôn xao cho cả cộng đồng thế giới và đặc biệt là châu Á. Đó là nước có chung ý thức hệ cộng sản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Jong-un đang nguy kịch sau khi phẫu thuật tim mạch. Đó là nguồn tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, một thông tin của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc và các thông tin hãng truyền thông của Mỹ, Nga đồng loạt đưa tin. Trong đó, Mỹ đang thẩm định thông tin tình báo với nội dung lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên là ông Kim Jong-un đang nguy kịch sau một ca phẫu thuật tim mạch. Đài CNN hôm 21 tháng 4 dẫn lời một quan chức Mỹ nắm được thông tin trực tiếp về vấn đề này, nhưng không cung cấp thông tin. Theo hãng tin Reuters, cũng đưa tin tương tự. Hãng tin Sputnik News của Nga cũng đưa tin về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trang tin Daily NK đặt ở Hàn Quốc nói họ có một nguồn tin ở Bắc Hàn cho hay ông Kim Jong-un đã phải trải qua cơn phẫu thuật vào ngày 12 tháng 4 ở trung tâm y khoa Hanchang, gần khu vực núi Monjang, tỉnh Pyongyang. Đây là bệnh viện dành riêng cho gia đình ông Kim. Còn quay trở lại vấn đề thông tin liên quan đến chiếc máy bay bay trên bệnh viện 108. Thông tin được đăng tải trên Facebook cá nhân của Nguyễn Lam Thạc với nội dung như sau: con chuồn chuồn sắt đậu nóc 108 là diễn tập nhé. Còn Kim Jong-un vẫn đang ở dạng tin đồn, chưa có tin chính xác. Mọi người cứ khuy bia mà uống, chứ đừng vui mừng quá sớm. Thế giới này không vì mấy việc đó mà bớt tồi tệ hơn đâu. Còn có một thông tin nữa cực kỳ nóng hổi, đó là mới đây nhất. Thông tin được đăng tải trên cổng thông tin Tổng cục Tình báo Quân đội Quốc phòng Việt Nam, hay là Tổng cục 2 thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, được thành lập trên cơ sở Cục Tình báo Cục 2, nơi cung cấp những thông tin nội bộ trong giới chính trường Việt Nam, đã đăng tải một thông tin ông Nguyễn Phú Trọng bị tăng huyết áp cao, đang được điều trị ở Bệnh viện Quân y 108. Nhưng thông tin này ngay lập tức sau đó bị xóa đi chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 30 phút. Tuy rằng ban tuyên giáo đã xóa một cách nhanh chóng, nhưng nó cũng đã kịp lan tỏa một cách nhanh chóng trên các trang mạng xã hội và đặc biệt là trang mạng Facebook. Dựa trên những thông tin trên và chúng tôi có tìm hiểu thêm thì được biết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thường được gọi tắt là Bệnh viện Quân y 108, trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Bắc, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Có lẽ sự xuất hiện ít đi trong thời gian qua cũng cho chúng ta thấy người đốt lò vĩ đại đã không còn đủ sức khỏe để trình diện trước quốc dân. Mặc dù nguyên thủ quốc gia của các nước khác dường như sẽ xuất hiện ít nhất một lần một tuần để trình diện quốc dân, dù gì thì họ cũng ăn lương của người dân, cảm thấy làm việc được thì làm mà không làm việc được thì xin nghỉ, chứ chẳng giống ai như các nhà lãnh đạo của nhà nước mình. Tuy rằng chỉ một chiếc trực thăng xuất hiện trên bệnh viện 108 và thông tin đến từ Tổng cục 2 đã được đăng tải nhưng kịp xóa đi, không khẳng định chắc chắn rằng ông Nguyễn Phú Trọng, ông ta, chiếc trực thăng đó đã chở ông ta đến bệnh viện quân y, cũng như ông ta đang điều trị tại bệnh viện quân y. Vì dưới chế độ cộng sản, mọi thông tin liên quan đến sức khỏe của những nhà lãnh đạo đứng đầu thường không được công bố. Có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của mình trong kỳ đại hội sắp tới. Trong hai nhiệm kỳ nắm thực quyền, Nguyễn Phú Trọng đã dám làm những việc mà liệu đó có phải là đại bài học cho các đảng viên noi theo? Điểm qua một số di sản của ông Nguyễn Phú Trọng để lại, chúng ta sẽ thấy bên trong con người mà với đạo mạo bề ngoài tất ư là sĩ phu Bắc Hà. Như ông Nguyễn Phú Trọng đã cho ông ta là một kẻ yêu nước thương dân, có thật như thế hay không? Đầu tiên, đó là đạo chính mềm. Trong lịch sử các vị Tổng Bí thư Cộng sản,
Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên mới dám sử dụng quyền để sát hại vị chủ tịch nước để thống nhất ngôi vị. Đường đường chính chính lên nắm quyền. Vụ việc đảo chính mềm lật đổ Trần Đại Quang là một quyết định cứng rắn cho thấy sự hung bạo của lão tóc bạc. Trong lịch sử, người ta đã thấy Lê Duẩn cô lập Hồ Chí Minh để đưa Võ Nguyên Giáp đi giam lỏng ở đảo chứ không dám sát hại họ. Nhưng ông Trọng thì làm được điều đó. Vấn đề thứ hai đó là bắn phân thay đảng viên Trung Kiên 58 tuổi đảng. Vụ việc tấn công thôn Hoành, xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 trước dịp Tết Nguyên đán nửa tháng và vụ bắn cụ Tình trước sự chứng kiến của cả nước làm cho lòng dân phẫn nộ. Giết một đảng viên 58 tuổi đảng và phân thây ra một bộ mặt để đe dọa các đảng viên khác đã và đang có ý định chống trả lại đường lối tham nhũng của đảng. Một mặt là dọa cho nhân dân thấy đừng tưởng có internet mà đảng của ông ta sẽ chung tay với những ai chống lại đảng của ông Trọng. Chưa ai dám làm, bác Trọng lại làm được. Vấn đề thứ ba đó là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức là một sự kiện chấn động thế giới và là một vụ có dấu ấn lớn trong công cuộc đốt lò của ông Trọng. Ông Trọng tung điệp viên đi bắt Thanh cùng với Tô Lâm thuê máy bay của Slovakia đến giờ vẫn chưa trả tiền để chở Thanh về. Là một trong những thảm họa của Việt Nam đối với Âu Châu, nhất là với nước Đức. Quốc tế sẽ dè chừng khi bang giao với chính phủ ngoại giao Việt Nam. Cách hành xử man rợ đó làm cho Đức rất tức giận. Trước tình hình như vậy, Việt Nam đã dàn xếp thả luật sư Nguyễn Văn Đài cùng với cộng sự để làm dịu đi căng thẳng đó. Chưa ai dám làm, nhưng vị tóc trắng đã làm được. Nhượng ba đặc khu là thông tin thứ tư. Chúng ta phải thừa nhận, tiêu chuẩn của ngai vị Tổng Bí thư duy nhất phục tàu Nguyễn Phú Trọng là cái tên ngàn đời sẽ nhớ tới, sẽ được nhớ tới là vị thần phục tùng vô điều kiện đối với Trung Cộng. Dự luật ba đặc khu mà ông Nguyễn Phú Trọng và đàn em đã cố tình tìm cách nhượng cho Trung Cộng, nhưng cũng may vì lòng yêu nước của con dân Việt Nam đã kịp thời ngăn chặn hành vi bán nước của ông ta trong suốt nửa năm còn lại của năm 2018. Chúng ta thấy, có thể thấy rằng các bậc tiền bối của ông Trọng âm thầm ký kết các hiệp ước với Trung Cộng mang tính chất nhượng địa, bán chủ quyền, nhưng không ai dám công khai, dày mặt đem vấn đề lãnh thổ quốc gia của đất nước đem ra bán để trình trước Quốc hội, trước các đại biểu, để trách nhiệm cho Quốc hội thay ông ta là bán nước. Không ai làm được việc đó, thế mà ông Trọng lại làm được. Một vài điều nói ra có lẽ là chưa đủ để lột tả bản chất cái gọi là sĩ phu Bắc Hà của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng đủ để thấy, để biến anh hùng thành kẻ hèn nhát nhất thì rất dễ, nhưng để biến kẻ hèn nhát cố gắng trốn chui trốn lùi trước vận mệnh của quốc gia lâm nguy thành anh hùng thì là một điều có lẽ rất khó có thể xảy ra. Đã có bao giờ liệu ông Nguyễn Phú Trọng tự chất vấn bản thân mình là đã làm tốt vai trò trách nhiệm của mình đối với quốc gia xã tắc hay chưa? Tôi nghĩ rằng ông nên sòng phẳng với dân dù chỉ một lần. Ông hay nói ông chỉ là một tên hèn, một tên tham quan ích kỷ, vô đạo, là tay sai cho Tổng Cộng, để chỉ là một tên trần ích tắc mà thôi. Nếu là vua, ông là một tên vua, một tên hôn quân, vô đạo trong hành động và phát ngôn của mình. Nếu là một nhà lãnh đạo đảng phái thì chắc chắn ông là một tên tha hóa đổi bại. Hãy sòng phẳng với dân một lần, đừng để một kẻ chỉ biết tham quyền cố vị ăn hại trên xương máu của đồng bào, ông Trọng ạ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi, Tin Mới Xã Hội cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng để gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký, bấm vào chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ phía chúng tôi, cũng như trở thành người nhanh nhất theo dõi và cập nhật tin tức từ phía chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.